Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ tạm thời đang quay trở lại trạng thái khô giáo. Nắng xuất hiện từ sớm, mưa thì cũng chỉ còn ở diện vài nơi. Sau đến ngày mai thì nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ nên ban trưa thì có cảm giác nóng hơn. Cao nhất ngày sẽ vào khoảng 32 đến 34 độ, một số nơi thì còn có thể cao hơn. Thưa bà con, từ đầu tháng 8 đến nay, tại Bắc Bộ liên tục có những đợt mưa to và gió mạnh làm lá lúa va đập vào nhau tạo ra các vết thương cơ giới. Kết hợp với thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh dễ dàng xâm nhập gây hại, đặc biệt là bệnh đốm sọc vi khuẩn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng cũng như là năng suất và chất lượng hạt lúa sau này. Để hạn chế bệnh đốm sọc vi khuẩn cho lúa ở Bắc Bộ trong giai đoạn hiện nay thì biện pháp thích hợp nhất là điều tiết nước hợp lý để hạn chế bệnh đến mức thấp nhất. Nếu thấy bệnh chấm xuất hiện thì bà con có thể rút nước, tháo nước để khô ruộng trong 2 đến 3 ngày hoặc là có thể rắc vôi từ 10 đến 15 kg một xào để hạn chế bệnh phát sinh và lây lan. Tiến hành biện pháp vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại. Xin được tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh cũng tương tự như là các tỉnh thuộc phía Bắc thì thời tiết tại đây phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhiều nên sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động hong phơi nông sản của bà con. Còn tại khu vực các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ thì hệ thống gây mưa cũng đã suy yếu nhanh nên trong đêm nay và ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi. Ban ngày thì có nắng với nhiệt độ trưa chiều bắt đầu tăng nhanh. Các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị kéo dài cho đến Phú Yên, Khánh Hòa mức nhiệt sẽ vào khoảng 33 đến 36 độ. Còn tại khu vực các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì chiều tối vẫn duy trì mưa rông cục bộ và nền nhiệt chỉ khoảng 31 đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình nên thời tiết tiếp tục duy trì những cơn mưa rào về thời điểm chiều tối. Có ban ngày thì nắng xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ tăng nhẹ đôi chút. Cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động từ 31 đến 34 độ. Thưa bà con, những năm gần đây phong trào nuôi cá ruộng lúa trong mùa lũ đang phát triển rất mạnh ở Cần Thơ. Nuôi cá trong ruộng lúa vốn là một mô hình ít vốn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra thì thu hoạch lúa còn thu hoạch được cá làm tăng thu nhập trên cùng một thửa ruộng. Tuy nhiên thì để nuôi cá trong ruộng lúa đạt kết quả cao bà con nông dân cần áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật sau. Ruộng lúa phải có hệ thống cấp thoát nước tốt, chủ động được nguồn nước, có bờ vùng bờ thửa chắc chắn, không bị sói lở và ngập nước vào mùa mưa. Đất ruộng thì không được uh, quá chua phèn ở những nơi có sẵn nguồn thức ăn và thuận lợi cho công tác quản lý. Hệ thống nước ra vào thì phải có đăng chắn giữ cá không để cá thoát ra ngoài và ngăn chặn cá tạp thâm nhật vào trong ruộng. Cá giống phải đảm bảo chất lượng tốt, khỏe mạnh, không xây sát, bệnh tật. Bơi lội thì phải nhanh nhẹn và phản ứng nhanh với tiếng động và ánh sáng. Thời gian thả giống cá thì đối với dụng lúa cá sấy thì sau khi lúa bám rễ tiến hành thả cá. Đối với ruộng gieo xạ thì sau khi gieo 30 ngày thì mới được thả cá. Loài cá nuôi trong ruộng chủ yếu là cá chép, cá rô phi, cá mẻ, cá trôi. Bà con nên thả cá vào lúc sáng sớm hoặc là lúc chiều tối, không được thả cá vào lúc sắp mưa. Bên cạnh đó thì bà con cần bón thêm phân cho ruộng để tăng lượng thức ăn tự nhiên cho cá. Trong ruộng thì cần trồng thêm rau xanh ven bờ, bèo tấm, bèo hoa dâu. Khi mà lúa đã lên cao thì cấp nước thêm cho bèo phát triển để tạo thức ăn bổ sung cho cá. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi và dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi còn nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Lưu xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, với mức nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất sẽ dao động từ 32 đến 34 độ bản tin thời tiết nội vụ xin được khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo